Các bạn đang nghe truyện đô thị siêu cấp y sư trên kênh TV Audio CV. Chương 1136, được rồi, ngươi thắng. Các đông hút hóa linh khí thành châm, dẫn sợi tơ linh khí này xuyên qua vết thương trên trán của Philip và vết thương trên cánh tay của hai thuộc hạ. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vết thương của Philip và hai thuộc hạ nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhạt. Sau khi hoàn tất, các đông hút nhẹ nhàng đẩy xương gãy của hai thuộc hạ trở lại vị trí, sau đó vỗ tay nói được rồi philip ngươi có thể đi thay quần áo tạ ơn chủ nhân philip cúi người ánh mắt lộ rõ sự kính nể và kỳ vọng cảm giác sinh mệnh tràn đầy khi các đông hút chữa thương đã khiến philip cảm thấy mình còn có cơ hội kéo dài tuổi thọ cảm tạ các tiên sinh hai thuộc hạ cũng cúi người cảm tạ ánh mắt đầy sự kính nể chủ nhân y thuật của ngài thực sự thần kỳ eliza lắc lắc vòng eo quyến rũ đi tới phía sau các đông hút, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn và bắt đầu mát xa. Elira, ngươi chỉ cần gọi ta là Cát. Cát đông hút nói. Không, ta thích gọi ngươi là chủ nhân. Đương nhiên, khi có người ngoài, ta sẽ biết đổi cách gọi. Elira đáp. Cát đông hút ngửa đầu nhìn Elira, thấy nàng đang nhìn hắn với ánh mắt đầy lửa nóng, chỉ có thể cười khổ. Được rồi, nàng này thật không thể lý luận theo lẽ thường, giống hệt như dynasty. Các, lúc trước ngươi cũng đã chữa thương cho ta như vậy sao? Nicole tiến tới, ôm lấy các đông hút, hỏi. Các đông hút cảm nhận được thân thể mềm mại của Nicole, trong lòng hơi chấn động, ban đầu định đẩy nàng ra, nhưng nhớ tới lá thư và những bức ảnh kia, cùng với những gì nàng đã phải chịu đựng, cuối cùng hắn không nở. Hắn khẽ mỉm cười và nói thật, gần như vậy, nhưng khi đó ta rất mệt mỏi. Khi đó, tu vi của hắn còn hạn chế, và thương thế của Nicole rất nặng. Hơn nữa, cơ thể nàng cũng gây không ít khó khăn cho hắn. Cám ơn ngươi, Cát. Không chỉ vì ngươi đã cứu ta năm đó, mà còn vì ngươi đã cố ý tới đây tìm ta. Nicole nói đầy cảm động. Đừng quên chúng ta là bạn bè. Nếu ngươi có chuyện, hãy sớm nói cho ta biết. Cũng may ta tìm được ngươi kịp thời, nếu không, nếu có chuyện gì xảy ra, khi đó dù nói gì cũng đã muộn. Cát Đông Húc nói: "Xin lỗi, Cát. Ta chỉ không muốn liên lụy đến ngươi. Chuyện lần này rất lớn, thậm chí liên quan đến cả một quốc gia. Ngươi giúp chúng ta, nghĩa là ngươi đang đối đầu với sức mạnh của cả một quốc gia." Nicole nói, vẻ mặt ấy nấy. "Quốc gia là do vô số cá nhân tạo thành, sức mạnh của nó phân tán, không thể tụ tập thành một khối như sức mạnh của một con người. Vì vậy, dù Kosaka có cường đại có vũ khí hiện đại và quân đội mạnh mẽ nhưng họ không thể bắt được ta vì ta linh hoạt các đông húc giải thích ta biết ngươi mạnh mẽ hơn nhiều so với ta tưởng nhưng đó dù sao cũng là một quốc gia nicole nói ánh mắt phức tạp dù các đông húc có thể dễ dàng xử lý philip và hai thuộc hạ nhưng đó chỉ là ba người trước sức mạnh của quân đội điều này chẳng là gì nhưng ta đối phó không phải là quốc gia của các ngươi ta chỉ đối phó với những tài phiệt đang chống đối mẹ ngươi và Elira. Dù họ có lực lượng vũ trang tư nhân và khả năng điều động quân đội, nhưng sức mạnh đó không thực sự thuộc về họ. Hơn nữa, sức mạnh của ta là thực sự thuộc về ta, và với kiến thức hiện tại của ngươi, ngươi không thể hiểu hết được sức mạnh mà ta đang có. Đương nhiên, chúng ta còn có Philip, với sự hỗ trợ của hắn, ta có lẽ không cần phải ra tay. Các đông hút nhẹ nhàng ôm lấy vai Nicole, trấn an nàng đúng vậy chỉ cần Philip sẵn sàng hỗ trợ toàn lực ta và Nicole có thể tránh khỏi sự truy cứu Lolita có lẽ sẽ chỉ bị xử phạt tượng trưng khi cơn bão này qua đi ta và Nicole có thể từ từ đứng dậy nhưng đối với Lolita họ sẽ không cho phép nàng trở lại chính đàn lần nữa Eliza đồng tình sức mạnh của Philip chỉ đến mức đó sao các đông hút khẽ nhíu mày hỏi lại đúng chủ nhân mang tốt và những người khác có năng lượng vô cùng lớn. Hơn nữa, hiện tại họ đang liên thủ với Tổng thống, nắm trong tay chính quyền và quân đội Kosaka. Philip chỉ có thể tạo áp lực, buộc họ nhượng bộ phần nào, nhưng không thể khiến họ thừa nhận mình đã sai lầm trong việc giải tán chính phủ của Lolita. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta thua cuộc trong cuộc đấu tranh này. Elira giải thích. Philip, ngươi thấy thế nào? Các đông hút nghe xong, quay sang nhìn Philip đang tiến tới. Sau khi thay bộ quần áo mới và tẩy sạch máu trên mặt, Philip trông lại như một quý tộc thân sĩ lịch lãm. Bẩm chủ nhân, phân tích của Eliga không sai. Ta có thể tạo áp lực lên họ, nhưng không thể buộc họ chịu thua. Hơn nữa, việc họ nhượng bộ đến đâu còn phụ thuộc vào quyết tâm của họ. Chúng ta không biết giới hạn của họ ở đâu, nếu ép quá mức, chắc chắn sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương, có thể gây ra sóng gió lớn trong châu Âu. Philip cúi đầu, trả lời cung kính. Thực sự có thể làm được điều đó đã là tốt rồi. Ta và Elira đã rất hài lòng. Nicole nói thêm. Nhưng ta không hài lòng. Các đông hút trầm giọng, mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Nếu vậy, có lẽ ta cần phải đến Kosaka để gặp mặt những tài phiệt đó. Cát. Nicole lo lắng gọi tên hắn, giọng đầy cảm xúc. Chủ nhân, liệu điều đó có quá mạo hiểm không mang tốt và những người khác không chỉ có thể điều động cảnh sát và quân đội mà còn sở hữu một đội quân tư nhân được huấn luyện như bộ đội đặc chủng những người này rất đáng gờm ngài sẽ không dễ dàng đối phó như đã làm với ta và hai thuộc hạ của ta hơn nữa ngài sẽ không đi một mình mà còn mang theo chúng ta ngài chắc chắn sẽ không bỏ qua sự an toàn của chúng ta đúng không philip cẩn trọng nhắc nhở philip Ngươi nghĩ rằng họ sẽ chuẩn bị vũ khí nguyên tử chỉ để đối phó với chúng ta sao? Các đông hút cười nhạt, hỏi. Nghe vậy, đôi tay đang mát xa vai của Elira hơi rung lên, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục. Chủ nhân, ý của ngài là một đội quân nhỏ do bộ đội đặc chủng tạo thành cũng không thể đe dọa đến sự an toàn của ngài sao? Philip không giấu nổi sự kinh hãi, hỏi lại. Ta nghĩ, chỉ cần ta muốn, đội quân nhỏ đó sẽ không có cơ hội ra tay. Các đông hút nhàn nhạt đáp, tỏa ra một luồng tự tin và quyền lực mạnh mẽ. Dù là Philip hay Elira, những người đã trải qua bao sóng gió, cũng không khỏi kinh ngạc trước sự tự tin tuyệt đối của các đông hút. Nicole, người vốn đã lo lắng, hiện tại cũng lặng người đi. Được rồi, việc đàm phán sẽ do Elira và Philip bàn bạc. Nhiệm vụ của ta chỉ là đến lúc đó tham dự và buộc mang tốt và những người khác làm theo ý của các ngươi. Các đông hút nói tiếp. Chủ nhân, ngài yên tâm, chuyện này sẽ được giải quyết một cách nội bộ giữa các phe phái, không ai sẽ nghĩ rằng ngài có liên quan. Philip cúi đầu, đáp. Ngươi quả nhiên là người thông minh. Các đông hút gật đầu, tỏ ra hài lòng. Có một người hầu thông minh như Philip thực sự giúp hắn tiết kiệm được nhiều công sức và tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Đáng tiếc là người hầu đã 85 tuổi, e rằng thời gian ta có thể phục vụ chủ nhân không còn nhiều. Philip nói, giọng đầy tiếc nuối. Philip, ngươi không cần phải dò xét ta, ta hiểu rõ ý đồ của ngươi. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ rằng, nếu được bảo dưỡng tốt, con người bình thường có thể sống đến 80, 90 tuổi, thì tại sao ngươi, người được coi là hậu duệ của huyết tộc với tuổi thọ dài đằng đẵng trong truyền thuyết, lại cảm thấy mình sắp hết tuổi thọ ở tuổi 85? Các đông hút nhìn Philip, hỏi với ánh mắt sâu xa. Philip sững sờ trong giây lát, rồi đáp, có lẽ là do huyết mạch yếu dần. Huyết mạch yếu đi vì sao? các đông hút hỏi tiếp theo thời gian huyết mạch càng ngày càng không thuần khiết năng lực từ tổ tiên cũng ngày càng yếu đi philip đáp đó là một nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là ngươi đã quá phụ thuộc vào việc hấp thụ năng lượng từ máu tươi năng lượng từ máu tươi thường tạp chất dù có thể tăng cường năng lực và kéo dài tuổi thanh xuân nhưng cũng khiến cơ thể ngươi tích tụ nhiều năng lượng hỗn tạp cuối cùng khi năng lượng đó bùng phát nó sẽ là dấu chấm hết cho tuổi thọ của ngươi các đông hút giải thích chủ nhân anh minh đúng là như vậy chúng ta huyết tộc khi đến cuối đời thân thể sẽ nứt ra và máu sẽ chảy ra từ khắp mọi nơi ta từng nghĩ đó là cách tử vong bình thường của huyết tộc không ngờ đó lại là do năng lượng quá hỗn tạp không thể kiểm soát philip nói giọng đầy kính trọng và hy vọng vì vậy nếu ngươi muốn kéo dài tuổi thọ hãy hạn chế hút máu tươi và tập trung tu luyện các đông hút khuyên bảo chủ nhân ánh trăng như nước rải khắp đại địa đối với mỗi người đều rất công bằng dù chúng ta có tu luyện dưới ánh trăng mỗi ngày cũng chỉ hấp thụ được một phần nhỏ năng lượng nếu không hút máu tươi thân thể chúng ta sẽ sớm trở nên cứng ngắc như băng cách duy nhất là tìm nguồn máu tươi từ những người có sinh cơ và dương khí mạnh mẽ để năng lượng hấp thụ được tinh khiết hơn Philip đáp, giọng đầy bất đắc dĩ. Đó không phải là biện pháp duy nhất, hơn nữa, với tuổi tác của ngươi hiện tại, sự cải thiện cũng rất hạn chế. Các đông hút nói. Philip, người luôn nhạy bén, nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhưng lại do dự không nói gì thêm. Được rồi, ngươi hãy cùng Eliza lo chuyện chính trước đi. Đêm nay khi ánh trăng xuất hiện, ngươi sẽ hiểu rõ hơn. Các đông hút giơ tay ngăn lời Philip vâng chủ nhân philip nghe thấy vậy cơ thể rung lên vì phấn khích cúi đầu cung kính đôi mắt lóe lên sự vui mừng không thể giấu hắn biết rằng lần này mình thật sự gặp may mắn sau đó eliza và philip bắt đầu bàn luận về việc hẹn gặp mancốt cùng các tài việt khác cũng như cách họ sẽ giải quyết tình hình ở kosaka khi những người này bị buộc phải nhượng bộ dưới áp lực của các đông hút Họ còn thảo luận về việc Elijah và Lolita sẽ làm gì để trở lại chính đàn. Elijah và Philip đều là những người dày dặn kinh nghiệm trong chính trị và tài chính, họ hiểu rõ tâm lý của các tài phiệt và sức mạnh họ nắm giữ. Vì vậy, cuộc thảo luận của họ diễn ra suôn sẻ và chi tiết, khiến cho các đông hút, người thường quen với cách tiếp cận trực tiếp, cảm thấy choáng ngợp và nhận ra rằng mình không thích hợp làm một chính khách thực sự. Nếu tốt và các tài việt nắm giữ quyền lực lớn như vậy, tại sao không khởi xướng một cuộc cách mạng toàn dân, kết tội tổng thống đương nhiệm. Sau đó, tổ chức một cuộc bầu cử mới, người hoặc Lolita có thể tranh cử tổng thống. Các đông hút đột nhiên nói chen vào, sau khi cảm thấy kế hoạch của Elia và Philip dù khéo léo nhưng lại thiếu sự quyết đoán. Điều đó có thể làm được sao? Elia rung lên vì ngạc nhiên, bật thốt lên hỏi, ánh mắt tràn ngập sự hy vọng và cuồng nhiệt. Ta nghĩ rằng, trừ phi mang tốt và những người khác sẵn sàng chọn cái chết họ chắc chắn sẽ muốn giúp ngươi hoặc lolita lên làm tổng thống các đông hút đáp nếu đúng như vậy thì eliza sẽ thích hợp hơn để trở thành tổng thống bởi vì nàng không có nhiều liên hệ với các tài phiệt trong khi lolita sau cuộc điều tra này dù có được phóng thích nhưng lòng tin của người dân đối với nàng chắc chắn sẽ bị dao động đương nhiên sau khi eliza trở thành tổng thống nàng có thể bổ nhiệm lolita làm thủ tướng và tổ chức nội các theo cách phù hợp philip đồng ý với ý kiến của các đông hút eliza nghe thấy philip nói rằng mình thích hợp hơn để làm tổng thống ánh mắt nàng tràn đầy sự cuồng nhiệt khi nhìn về phía các đông hút nếu philip nghĩ rằng eliza thích hợp hơn thì eliza ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng các đông hút nói cảm ơn chủ nhân eliza không thể giấu nổi sự kích động trong lòng eliza luôn là một người phụ nữ có tham vọng chính trị nhưng vì là phụ nữ và không có sự ủng hộ mạnh mẽ nàng chỉ có thể leo lên đến vị trí phó thủ tướng tuy nhiên với sự hỗ trợ của các đông húc hiện tại nàng đã thấy được con đường dẫn tới tổng thống các đông húc vẫy tay ra hiệu cho eliza và philip tiếp tục thảo luận ngay lúc đó một thủ hạ bước vào báo cáo rằng có người từ nhà trắng đến các đông húc suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng dậy ta nên tránh đi một chút nói xong các đông hút trực tiếp đi lên lầu rất nhanh sau đó người từ nhà trắng đã vào phòng khách đi cùng các nhân viên tương quan vừa bước vào phòng khách họ thấy philip và sắc mặt không khỏi thay đổi một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường sau khi chào hỏi philip cũng lặng lẽ rời khỏi phòng smith tiên sinh ta thật sự rất tò mò tổng thống dự định sẽ giúp chúng ta như thế nào trong bước tiếp theo ngươi hẳn biết rõ rằng ta và lolita đi đến bước này đều là vì các ngươi vẽ ra cho chúng ta một tương lai tốt đẹp nhưng kết quả là gì khi mọi thứ trở nên khó khăn các ngươi chỉ biết khiển trách đe dọa trừng phạt mà không có hành động thực chất nào eliza nhờ có sự hỗ trợ của các đông hút mạnh dạn đối diện với đặc sứ từ nhà trắng mà không cần che giấu sự bực tức rất xin lỗi eliza nữ sĩ chúng ta cũng không ngờ tốt và những người khác lại kiên quyết như vậy, thậm chí còn liên thủ với Demiten. Tuy nhiên, tình hình đã đến mức này, các ngươi không thể lùi bước, các ngươi phải kiên trì tới cùng. Nước Mỹ luôn là hậu thuẫn kiên định của các ngươi. Smith trả lời. Kiên trì tới cùng. Khởi xướng cách mạng sao? Để các ngươi có cớ tiếp tục khiển trách và đe dọa trừng phạt chúng ta sao? Elijah không khách khí, chế giễu nói eliza nữ sĩ ngoại trừ nước mỹ không còn quốc gia nào có thể giúp đỡ các ngươi smith bắt đầu không chúng ta còn có châu âu eliza ngắt lời châu âu đừng nói đùa eliza họ chỉ có thể thuyết phục các ngươi đầu hàng để lolita tiếp tục ở trong tù smith cười kinh bỉ vậy các ngươi đây các ngươi có thể làm gì eliza hỏi lại chúng ta ít nhất sẽ đứng sau các ngươi, đảm bảo an toàn của các ngươi, cho các ngươi cơ hội để tái khởi nghiệp. Smith trả lời. Xin lỗi, Smith tiên sinh. Ta không còn tâm trạng để nghe những lời nói suông của ngươi nữa. Eliza lạnh lùng đáp, ra hiệu cho bảo tiêu tiễn khách. Smith sắc mặt khó coi, đứng dậy nói, Eliza nữ sĩ, ta nghĩ rằng các ngươi sẽ sớm hối hận. Rất nhanh sau đó, người từ Nhà Trắng đã rời đi. Cùng ngày, Eliza và Philip liên lạc với các tài việt ở Kosaka, thỏa thuận về thời gian và địa điểm gặp gỡ. Đêm đó, bầu trời quang đãng với một vòng trăng sáng treo cao. Tại sân thượng của biệt thự trên cao địa Nốt Hill, Philip đang ngồi xếp bằng, đối diện với ánh trăng, mắt hắn hiện lên màu đỏ máu, phản chiếu ánh trăng. Ánh trăng như nước rải xuống, một số tinh hoa không thể thấy bằng mắt thường từ từ rơi xuống, tụ lại xung quanh Philip, rồi biến mất không còn tâm hơi. Tuy nhiên, số tinh hoa này rất ít ỏi, và Philip hấp thụ được càng ít hơn. Trên sân thượng, các đông hút nhìn Philip, người đang cố gắng hấp thụ tinh hoa ánh trăng một cách chậm chạp, không khỏi lắc đầu. Hắn lấy ra một khối ngọc phù khắc họa thái âm tụ linh trận từ trong túi và ném về phía Philip, nói, Philip, cầm lấy cái này. Khi ngươi hấp thụ tinh hoa ánh trăng, hãy đặt khối ngọc này trên ngực. Tuy nhiên, chỉ ngươi biết điều này, không được tiết lộ cho bất kỳ ai nói xong các đông hút xoay người rời khỏi sân thượng thái âm tụ linh trận phù ngọc có khả năng tụ tập nguyệt quan tinh hoa là loại tụ linh trận phù mà các đông hút khắc họa và sử dụng sớm nhất đối với các đông hút hiện tại thứ này đã sớm trở nên không đủ thậm chí thất tinh tụ linh trận cũng chỉ tạm được đối với hắn mỗi giờ tu luyện hắn đều làm hỏng bảy khối thất tinh tụ linh trận phù ngọc thực tế Thái âm tụ linh trận phù ngọc chỉ thích hợp cho tu sĩ luyện khí tầng 7 trở xuống. Đối với tu sĩ tầng 7 trở lên, hiệu quả của nó cực kỳ hạn chế, ngay cả khi dùng ngọc thủy tinh chủng để khắc họa, hiệu quả cũng rất hạn chế. Tu vi của Philip tương đương với thuật sĩ tầng 3 đỉnh cao, mà hắn tu luyện hấp thụ nguyệt quan tinh hoa. Vì vậy, khi Philip nhận từ các đông hút ngọc thạch và đặt nó lên ngực, ngay lập tức, hắn cảm nhận được nguyệt quan tinh hoa dồn dập tụ lại, hóa thành dòng chảy nhỏ xuyên qua ngọc thạch, đi vào trái tim hắn. Hiệu quả này còn cao hơn cả khi các đông hút sử dụng thái âm tụ linh trận phù ngọc để tu luyện trước kia, mắt Philip đỏ như máu, phản phất như biến thành một biển máu sôi trào. Hắn không dám tin mà gỡ ngọc thạch xuống, dưới ánh trăng rung rẩy kiểm tra kỹ lưỡng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Hai giọt lệ máu chảy ra từ khóe mắt hắn, rơi trên ngọc thạch, nhưng Philip vội lau chùi sạch sẽ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi tu luyện, Philip cảm thấy lượng nguyệt quan tinh hoa mà hắn hấp thụ vào cơ thể tương đương với một canh giờ tu luyện trước đây. Không những vậy, tinh hoa mà hắn hấp thụ còn tinh khiết hơn rất nhiều. Dưới ánh trăng, Philip lẩm bẩm, sinh mệnh. Rồi cẩn thận áp ngọc thạch vào ngực mình lần nữa. Ngày thứ ba, một chiếc máy bay tư nhân sang trọng cất cánh từ sân bay sang Francisco, hướng về Kosaka, Odessa. Odessa là vùng lớn thứ hai của Kosaka, cũng là châu giàu có nhất ngoài thủ đô bang ta, quê hương của ông trùng tài chính mang tốt. Mang tốt, với gia sản đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ, đứng trong danh sách 50 người giàu nhất thế giới theo Forbes. Hắn ta nắm trong tay hơn 20 doanh nghiệp lớn, các công ty hàng không, ngân hàng, cùng hơn 30 tờ báo, nhà đài và các cơ quan tin tức. Một số người nói rằng Mang Tốt là tổng thống không ngai của Kosaka, thậm chí đùa rằng các đời tổng thống chỉ là môn đồ của hắn ta trong hơn 400 nghị viên quốc hội, ít nhất 50 người đã tuyên thệ trung thành với mang tốt. Sai lầm lớn nhất của Lolita và Elira lần này là đã không để ý đến sự phản đối của mang tốt, cố ý tiến hành cải cách, khiến hắn ta cực kỳ bất mãn và để tình thế đột ngột trở nên căng thẳng. Bên trong khoang rộng lớn của chiếc Boeing, được ví như một khách sạn bay, có một phòng nghỉ rộng gần 50 mét vuông với nội thất xa hoa, một căn phòng ngủ tiện nghi hiện đại, tạo cảm giác như đang ở nhà. Các đông hút dựa vào ghế sofa bằng da thật trong phòng chờ. Eliga đã cố ý đuổi các nữ tiếp viên tóc vàng ra khỏi buồn, tự mình đứng sau ghế sofa, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn. Trên bàn trà, báo chí được xếp gọn gàng. Chỉ cần đưa tay ra, các đông hút có thể chạm tới. Ngồi bên cạnh sofa, Philip mặc bộ vest đen chỉnh tề, áo sơ mi trắng, đeo nơ, với phong thái chuẩn mực của một quản gia Anh. Một động tác nhỏ của các đông hút Philip lập tức hiểu ý, bưng chai rượu vang Romanicon, nhẹ nhàng dùng khăn trắng lau miệng bình trước khi rót rượu cho hắn. Sau khi rót xong, Philip lùi về bên ghế sofa, mỉm cười đứng cạnh, ánh mắt kính sợ nhìn về phía cát đông hút. Hai ngày tu luyện khiến Philip cảm thấy như đang ngồi trên hỏa tiễn, năng lượng hỗn tạp vốn không kiểm soát được, nay đã bị trấn áp nhờ vào tu vi tăng lên. Điều này có nghĩa là nếu Philip tiếp tục kiểm soát năng lượng hỗn tạp đó, tuổi thọ của hắn sẽ được kéo dài. Dù không thể sống lâu như tổ tiên của mình, ít nhất cũng có thể sống đến trăm tuổi. Chính vì thế, Philip hiện tại vô cùng kính trọng và phục tùng các đông hút. Đây là người có thể thay đổi vận mệnh của hắn, cho hắn cơ hội khám phá bí mật dòng máu tổ tiên, cũng là chủ nhân của hắn, Philip, tộc trưởng của gia tộc nổi tiếng ở châu Âu, không màng đến thân phận cao quý, tự nguyện làm người phục vụ cho các đông hút. Ngoài Philip và Elira, còn có Nicole bên cạnh các đông hút. Từ khi ở biệt thự xa hoa tại San Francisco, các đông hút không thể nhẫn tâm đẩy Nicole ra, nà như kẹo cao su dính chặt lấy hắn. Tuy vậy, Nicole vẫn biết nặng nhẹ, không dám quá trớn, chỉ ôm nhu chân thành bên cạnh hắn. Rượu ngon, mỹ nữ, quản gia phong thái, cùng với phòng nghỉ xa hoa, nếu không phải thỉnh thoảng cảm nhận được sóng khí, các đông hút hầu như quên mất mình đang ở độ cao 10. 000 mét trên không máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ phủ Odessa vào trưa hôm sau. Vùng này thuộc khí hậu ôn đới lục địa, và đang là mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặt trời chiếu xuống, mang lại chút ấm áp trong cái lạnh mùa đông. Tại nơi máy bay hạ cánh, có rất nhiều xe đậu sẵn. Bên cạnh xe, những người đàn ông mặc vest đen đứng thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt lạnh lùng và dũng mãnh. Những người này có người thuộc về Elira, có người thuộc về Philip và có cả người của mang tốt. Khi cửa máy bay mở ra, các đông hút lập tức trở nên thận trọng, mặc vết đen, đeo kính mát, đi theo sau Elira và Philip. Hắn lên xe đặc chủng của Elira. Elira và Nicole ngồi phía sau, còn các đông hút ngồi ghế trước, bên cạnh tài xế, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn là cận vệ của Elira. Biệt thự của Mang Tốt nằm ở vùng ngoại thành thủ phủ Odessa Đệ Châu, có diện tích 150 hecta tương đương hơn nửa diện tích vương quốc monaco nội thất trang trí vô cùng xa hoa thậm chí có cả vườn thú tư nhân xe sang trọng máy bay trực thăng tất cả đều thuộc loại nhất lưu không cần phải nói thêm xe sang trọng lái vào trang viên biệt thự to lớn này ngồi ghế bên cạnh tài xế khi xe tiến vào trang viên các đông hút có thể thấy rõ rất nhiều trạm canh gác được trang bị đầy đủ súng ống đôi mắt sắc bén của hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra những trạm gác ngầm ẩn nấp trong bóng tối những người này tỏa ra sát khí mơ hồ, rõ ràng là những kẻ đã trải qua nhiều trận sinh tử, từng giết người và thấy máu. Trước một tòa cung điện hiện đại, các đông hút gặp tổng thống không nai Kosaka trong truyền thuyết, mang tốt. Đây là một kẻ mập mạp, cầm đôi giày đến mức run rẩy, hai con mắt gần như bị lớp mỡ che lấp không nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, mang theo khí thế uy nghiêm, khiến người ta không dám coi thường. Dù mang tốt trông giống như một con gấu bắt cực béo mập, nhưng hắn cũng uy mãnh và hung ác không kém. Cùng mang tốt còn có năm vị trùng tài chính khác của cô Saka. Trong số đó có trung niên, có già cả, và thậm chí có một nữ sĩ. Tuy nhiên, nữ sĩ này mặc áo khoác lông chồn, mập mạp giống như những bà cô người Nga trong tưởng tượng, hoàn toàn không thể sánh với vẻ đẹp quyến rũ của Eliza hay mẫu thân của Nicole là Lolita. Ha ha, Eliza thân yêu, và cả tiểu thư Nicole đáng thương, ta cứ tưởng các ngươi vẫn ở mỹ chứ. thật ra, ta thấy các ngươi ở mỹ cũng không tệ. man tốt bước ra từ cung điện hào hoa, chào đón mọi người. vừa nói, man tốt vừa nhìn thấy philip, hắn cất giọng khoa trương, ha ha, philip thân yêu, ngươi luôn thích vây quanh mỹ nữ. nhưng lần này, những mỹ nữ đó gặp họa rồi, e rằng ngươi sẽ thất vọng. tuy nhiên, ngươi đã đến đây, ta nghĩ viết to và những người khác sẽ nể mặt ngươi. Mời vào, ta nghĩ ngươi không thích khí trời lạnh lẽo bên ngoài này đâu, đúng vậy, ta rất ghét khí trời lạnh lẽo." Philip đáp. Đoàn người chào hỏi theo phong cách phương Tây, sau đó đồng thời tiến vào cánh cửa lớn của cung điện. Khi vào trong, tòa cung điện này mới thực sự lộ ra vẻ xa hoa của nó. Những phòng khách, gian phòng và hành lang nối tiếp nhau, mỗi cột đều được điêu khắc tuyệt đẹp, trên tường treo đầy những bức tranh trung cổ. Dù đang trong mùa giá rét, hoa viên vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng màu xanh biết rực rỡ đi qua vài hành lang họ đến một đại sảnh hình nửa vòng tròn với cửa sổ sát đất ánh nắng có thể chiếu rọi vào khắp nơi đây là một trong những phòng tiếp khách sang trọng trong cung điện ở rìa phòng tiếp khách cứ mỗi hai ba mét lại có một nam tử mặt lạnh lùng đứng thẳng tắp xin lỗi các ngươi chỉ có thể chờ ở bên ngoài khi các đông hút và những bảo tiêu của hắn định tiến vào phòng khách họ bị cảnh vệ đứng cửa chặn lại eliza có lẽ đã đến lúc các ngươi chính thức giới thiệu ta với mang tốt tiên sinh các đông hút đáp lời cảnh vệ một cách hờ hững không lùi lại mà tiếp tục bước vào phòng khách những cảnh vệ tại đây đều là lính đặc nhiệm đã giải ngũ phản ứng của họ nhanh nhẹn hơn người thường rất nhiều ngay khi các đông hút vừa mở miệng vừa cất bước sắc mặt bọn họ liền thay đổi mắt lóe lên ánh lệ tay nhanh chóng nắm súng nâng súng tất cả động tác hầu như liền mạch. Nhưng khi họ vừa nắm lấy súng, chuẩn bị chỉ về phía các đông hút, không ai nhận ra bãi cỏ xung quanh đang lặng lẽ vặn vẹo, giống như những con rắn. Khi họ định bóp cò, từng ngọn cỏ xanh đã như những con rắn đuôi chung, đột nhiên nhảy lên, cuốn lấy tay và súng của họ, sau đó bẻ cong một cách tàn nhẫn, khiến nòng súng lạnh băng chỉ thẳng vào thái dương của họ. Dù đang trong trời đông lạnh giá, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra từ trán những lính đặc nhiệm giải ngũ này họ từng trải qua nhiều trận sinh tử thậm chí một số người đã từng chiến đấu ở trung đông nhưng chưa bao giờ trải qua tình huống kỳ quái như hôm nay đến mức không có cơ hội phản kháng mà đã bị chính súng của mình đe dọa eliza nữ sĩ có vẻ người của ngươi không hiểu chuyện cho lắm mang tóc chưa quay đầu lại nhưng trên mặt mang theo một tia vẻ trào phúng khi nói với eliza đây là địa bàn của hắn bốn phía đều là người của hắn. Trừ phi có một nhánh quân chính quy đến tấn công, bằng không hắn không hề lo lắng về sự an toàn của bản thân. Người vừa mở miệng kia, theo man tốt, chỉ là tự tìm đường chết, hắn chẳng cần bận tâm nhìn lại. Tuy nhiên, người trả lời man tốt không phải là Elia với vẻ mặt xấu hổ, cũng không phải là lời xin lỗi của nàng, mà là đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Vì khi các đông hút vừa mở miệng, Elia đã quay đầu lại, trái tim nàng lập tức thoát lên tận cổ họng. Bởi vì nàng biết, thời khắc then chốt đã đến, đây là địa bàn của Man Tốt, xung quanh đều là người của hắn, dù các đông hút đã từng biểu hiện sự tự tin mạnh mẽ, Elia vẫn cảm thấy sức mạnh của họ quá ít ỏi. Nàng không thể tưởng tượng một người lại có thể đối phó với một đội quân lính đặc nhiệm giải ngũ. Elia đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất, đó là bắt giữ Man Tốt và những người khác làm con tin. Dựa trên sức mạnh mà các đông hút đã thể hiện ở San Francisco, Elia tin rằng hắn có thể làm được. Nhưng nếu tình huống thật sự đi đến bước đó, sẽ rất khó thu xếp mọi chuyện. Tuy nhiên, khi Elia quay đầu lại, nàng chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này nàng không thể quên. Tại trì phòng khách, bao gồm cả cửa, ít nhất 18 lính đặc nhiệm, tất cả đều đang chỉ súng vào đầu chính mình. Đương nhiên, họ bị ép buộc, và thứ ép buộc họ chính là những ngọn cỏ xanh rậm rạp chằng chịt, không, mang tốt tiên sinh, ngươi nói sai rồi. Những người đó không phải của ta, nói chính xác, ta là người của hắn. Elia không phải là người phụ nữ tầm thường. Nàng đã từng chứng kiến bản lĩnh đáng kinh ngạc của các đông hút, vì vậy rất nhanh chóng nàng khôi phục sự bình tĩnh, nở một nụ cười tự tin. Mang tốt nghe vậy, khẽ cau mày, cảm nhận được một chút bất an không chỉ phản ứng của Eliza khiến hắn lo lắng mà còn vì không gian phía sau đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. ôi không, không, ôi chúa ơi, đây là chuyện gì? Mang Tốt vừa cảm thấy bất an vừa xoay người theo bản năng và đúng lúc đó hắn nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ sĩ mặc lông chồn phía sau. Cuối cùng, Mang Tốt hoảng hốt, hắn quay phát lại, đồng thời tay nhanh chóng luồn vào túi, nhấn vào một thiết bị điện tử đặc biệt. gần như ngay lập tức những cảnh vệ, lính đặc nhiệm của mang tốt, từ khắp nơi xung quanh, lập tức tiến về phía phòng tiếp khách nơi mấy người các đông hút đang ở mang tốt cuối cùng cũng quay người lại và chứng kiến cảnh tượng quỷ dị, đáng sợ mà đời này hắn chưa từng thấy. Là tài phiệt của Kosaka nhiều năm, người nắm trong tay sức mạnh khổng lồ ở hậu trường, mang tốt có tố chất tâm lý mà người thường không thể sánh kịp. Rất nhanh, mang tốt lấy lại bình tĩnh từ nỗi sợ hãi kỳ quái đó, đôi mắt bị che lấp bởi lớp mỡ thịt bỗng trở nên sắc bén như lưỡi dao. Ngươi là một đông phương thuật sĩ. Mang tốt lạnh giọng nói. Không sai. Các đông hút bước vào cửa lớn. Xem ra Philip, Elira, lần này các ngươi không thực sự muốn đàm phán với chúng ta. Mang tốt tiếp tục, giọng nói lạnh lùng. Mang tốt tiên sinh, ngươi đã hiểu lầm rồi. Người quyết định đàm phán lần này chính là ta. Các đông hút nhà nhạt đáp. Đông phương thuật sĩ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi đừng quên, đây là Kosaka, là Odessa. Chỉ cần ta ra lệnh, hàng ngàn quân đội sẽ tụ tập tại đây, thậm chí xe tăng, máy bay sẽ lập tức điều động. Ngươi nghĩ rằng pháp thuật của ngươi có thể chống lại những vũ khí hiện đại mạnh mẽ này sao? Mantop nhìn các đông hút, giọng nói trầm xuống. Mantop tiên sinh, ngươi nghĩ ngươi có thể nghĩ đến điều này, còn ta thì không sao. Coi như ta không nghĩ đến, Eliza và Philip cũng không thể không nghĩ đến. Các đông hút lạnh giọng hỏi lại. Ngươi muốn khống chế chúng ta, bắt chúng ta phải khuất phục sao? Ý tưởng của ngươi quá ngây thơ rồi. Chúng ta ngồi ở vị trí này đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống như vậy. Ngươi có tin không, chỉ cần ngươi dám động đến một sợi tóc của chúng ta, người của ta sẽ tiêu diệt các ngươi đến mức không còn một mảnh cặn. Mang tốt nói với vẻ châm chọc, đồng thời giơ lên thiết bị điện tử trong tay, như muốn chứng minh lời hắn nói. Ngay khi mang tốt dứt lời, từ trên mái nhà và cây cối xung quanh, những binh sĩ vũ trang xuất hiện, tất cả đều chỉ súng về phía mấy người các đông hút. Thậm chí, trên bầu trời, tiếng cánh quạt trực thăng vũ trang vang lên, không biết từ khi nào đã xuất hiện và bao vây bầu trời. Tất cả vũ khí trên máy bay trực thăng đều nhắm thẳng vào mấy người các đông hút. Hiện tại ngươi nghĩ sao, đông phương thuật sĩ? Mang tốt hỏi mang tốt tiên sinh thực ra ta rất muốn nói chuyện một cách hòa bình với ngươi về chuyện liên quan đến mẹ của bạn ta ta không muốn động dao động súng càng không muốn có người bị thương nhưng hiện tại xem ra mang tốt tiên sinh không muốn đàm phán với ta các đông hút nhất miệng cười khẩy đôi mắt lóe lên sát khí bỗng nhiên không khí xung quanh trở nên cuồng loạn từng đạo ánh kiếm xẹt qua bầu trời ngay sau đó những binh sĩ vũ trang với súng trong tay thậm chí không kịp phản ứng để bóp cò, đã bị cắt đứt cổ tay, súng rơi xuống đất. Máu tươi từ những cánh tay bị chặt đứt rơi như mưa, và không chỉ dừng lại ở đó, một luồng ánh kiếm khổng lồ dơ lên, bổ thẳng về phía máy bay trực thăng vũ trang đang bay trên không. Trước ánh mắt kinh hãi của mang tốt và đám người, chiếc trực thăng bị chém đôi, rơi xuống đất với một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên. Cảnh tượng trở nên yên tĩnh đến mức chết chóc, không khí như ngừng lại. Bảy, tám mươi tên lính đặc nhiệm, một chiếc trực thăng vũ trang, trong nháy mắt tất cả đều bị phế bỏ. Người làm tất cả điều này vẫn đứng đó với nụ cười trên môi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được điều này, mang tốt tiên sinh, ta biết trong trang viên này của ngươi còn có gần hai trăm binh sĩ đóng quân tại các vị trí khác nhau. Ngươi có thể gọi họ tới đây, hoặc gọi cho tư lệnh quân đội Odessa. Ta không ngại đương nhiên nếu ngươi muốn sử dụng vũ khí nguyên tử hãy nói trước với ta một tiếng thật lòng mà nói vũ khí nguyên tử là thứ duy nhất ta không thể ngăn chặn các đông hút nhàn nhạt nói trong khi cơ thể hắn đang âm thầm vận chuyển chân khí điều tức trận chiến vừa rồi nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng các đông hút đã tiêu hao không ít pháp lực và sức mạnh tinh thần nếu đối mặt với một quân đội chính quy được trang bị đầy đủ các vũ khí hiện đại tiên tiến có lẽ ngay cả hắn cũng phải dè chừng vũ khí nguyên tử nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt nghe đến vũ khí nguyên tử ngay cả mang tốt với sức mạnh tâm lý vững vàng cũng không khỏi run rẩy ánh mắt hắn nhìn các đông hút tràn đầy sự hoảng sợ những người khác thì không cần nói sức mạnh của các đông hút đã hoàn toàn vượt xa khả năng tưởng tượng của họ không cần ta nghĩ đàm phán hòa bình vẫn là biện pháp tốt nhất để giải quyết xung đột mang tốt cố gắng nuốt nước bọt đưa mắt rời khỏi cảnh tượng hỗn loạn xung quanh lòng đầy cay đắng nói. Không, mang tốt tiên sinh, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội đàm phán. Giải pháp tốt nhất bây giờ là thần phục. Ta nói gì, các ngươi làm theo đó. Đương nhiên, các ngươi có thể phản đối. Các đông hút nhàn nhạt nói. Khi nói, một luồng sức mạnh vô hình từ không trung hóa thành một bàn tay khổng lồ, bóp chặt cổ của mang tốt và những người khác, nâng họ lên giữa không trung. Kính thưa thuật sĩ tiên sinh, ta hoàn toàn đồng ý với ngài thần phục là lựa chọn sáng suốt nhất người phụ nữ mập mạp là người đầu tiên lên tiếng sau đó những ông trùng tài chính khác cũng lần lượt tỏ thái độ cuối cùng chỉ còn lại mang tốt mang tốt từng cao cao tại thượng nhìn xuống các đông hút cảm nhận được sức mạnh vô hình trên cổ càng ngày càng mạnh mẽ cuối cùng cũng phải cúi đầu sức mạnh của các đông hút đã hoàn toàn vượt qua mọi giới hạn của họ tiền tài quyền lực số lượng binh sĩ không gì có thể mang lại cho mang tốt cảm giác an toàn bởi vì mọi thứ đã chứng minh rằng trước sức mạnh kinh khủng của pháp thuật tất cả đều trở nên vô nghĩa về vũ khí nguyên tử mang tốt không dám nghĩ đến nữa hắn muốn sống thêm vài năm nữa cũng muốn gia đình hắn sống thêm vài năm nữa mang tốt biết chắc rằng vũ khí nguyên tử có thể giết chết hàng vạn chục vạn người nhưng vị thuật sĩ đông phương trước mắt này chắc chắn sẽ không phải là một trong số họ bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống và thảo luận một cách nghiêm túc. Sau khi mang tốt và đám người thề máu, các đông hút nhàn nhạt nói. Vâng, chủ nhân. Mang tốt và đám người cúi đầu đồng thanh. Mang tốt, ở Trung Quốc có một câu nói, trong họa có phúc. Nghĩa là, đôi khi điều gì đó trông như tai họa, thực ra lại là sự khởi đầu của điều tốt lành. Ngươi đừng nghĩ rằng thần phục ta, mất đi tự do, là một điều bi thảm. Thật ra, nếu không phải vì chỉ có như vậy ta mới có thể yên tâm ta cũng không muốn nắm giữ huyết thể của các ngươi các ngươi trở thành thủ hạ của ta tức là đã có một mối nhân duyên với ta điều này buộc ta phải chăm sóc các ngươi điều đó với ta thật sự là một gánh nặng ta cần gì từ các ngươi tiền sao ta có rồi quyền lực sao ta không có chút hứng thú với nó nếu không các ngươi đã sớm biết đến sự tồn tại của ta trong việc tu luyện sao? Các ngươi càng không thể giúp ta. Bình thường, ta sẽ không ra lệnh cho các ngươi làm việc gì, các ngươi vẫn sẽ là các ngươi, và ta vẫn là ta. Tuy nhiên, các ngươi phải nhượng bộ trong việc liên quan đến mẹ của Nicole và Elira, vì Nicole là bạn của ta. Các đông hút nhìn mang tốt và đám người với vẻ mặt rầu rĩ, chân vắt chéo, nhàn nhạt nói. Mang tốt và những người khác đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Nicole, liên quan đến chuyện của lolita ta trịnh trọng xin lỗi tiểu thư nicole họ không còn cách nào khác vì hiện tại nicole là bằng hữu của chủ tử họ hơn nữa rất có thể nàng sẽ trở thành chủ mẫu của họ trong tương lai nên họ phải nhanh chóng được sự tha thứ của nàng chính trị không có đúng sai tuyệt đối ta chỉ hy vọng rằng sau này mẫu thân ta có thể bình an vô sự hiện tại khi mang tốt và những người khác đã trở thành người của các đông hút nicole tự nhiên không làm khó họ nói một cách rộng lượng Cảm tạ tiểu thư Nicole. Mang tốt và những người khác thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Liên quan đến chuyện của Lolita và Elira, các ngươi hãy thương lượng với Elira và Philip. Còn ta, trước tiên cần trị liệu cho trái tim của Lenka, nếu không sau sự kiện kinh hoàng này, nàng có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa. Còn về đầu gối của Victor, ta nghĩ cũng cần trị liệu, ta không muốn thủ hạ của mình sau này chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Và cả ngươi nữa." mang tốt, ta nghĩ ngươi cũng có vài vấn đề cần hỏi ta. Các đông hút nói khi ánh mắt đảo qua mang tốt và những người khác sau khi họ đã được Nicole tha thứ. Chủ nhân, làm sao ngài biết ta có bệnh tim? Lenka nghe vậy, sắc mặt biến đổi, không thể tin hỏi. Nếu ngươi có cơ hội chứng kiến y thuật của chủ nhân, ngươi sẽ hiểu rằng điều này đối với chủ nhân không đáng gì cả. Philip trả lời. Ngươi, vừa rồi ngươi gọi chủ nhân là gì? lenka và những người khác kinh ngạc nhìn philip thân phận của philip thậm chí còn cao quý hơn mang tốt tài sản của hắn cũng khổng lồ hơn một người vĩ đại như chủ nhân được theo hắn là niềm vinh hạnh lớn nhất của ta philip đáp trong mắt toát ra sự kính nể và tự hào chân thành lenka và những người khác đều là người khôn khéo dễ dàng nhận thấy lời nói của philip phát ra từ tâm can khiến họ không khỏi chấn động không chỉ có philip ta cũng vậy hơn nữa, nếu không phải ta khẩn cầu, chủ nhân căn bản sẽ không nhận ta. Elira nói, trong khi nàng tháo tóc, xoay người đứng sau các đông hút, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn. Lời nói của Elira khiến Lenka và những người khác suýt nửa trợn tròn mắt. Hóa ra, muốn trở thành người hầu của các đông hút còn phải khổ sở cầu xin, nghĩ theo cách đó, họ lại cảm thấy mình may mắn. Nghĩ vậy, Lenka và những người khác không khỏi có cảm giác phức tạp trong lòng, không biết nên khóc hay cười. Elira, ngươi không cần nói vậy, ngươi nên biết tâm ý của ta. Các đông hút tự nhiên hiểu ý của Elira, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng đặt trên vai hắn. Tay Elira rõ ràng run nhẹ, nhưng nhanh chóng khôi phục, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay các đông hút, nở nụ cười đầy quyến rũ. Không, không giống nhau. Ta muốn mãi mãi theo ngài, trở thành hầu nữ trung thành nhất của ngài. Cảm xúc trong mắt Elira đầy cám dỗ, khiến lòng các đông hút khẽ dao động, sau đó hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, âm thầm cười khổ. Rõ ràng, nữ nhân có huyết mạch phù thủy này không giống người thường. Được rồi, Lenka, ngươi hãy tới đây. Các đông hút nói. Lenka nghe lời đứng dậy, đi tới trước mặt các đông hút, khuôn mặt mập mạp của nàng hiện rõ vẻ lo lắng, trông không bình thường chút nào. Các đông hút ra hiệu cho Philip lấy từ ba lô mang theo một bộ kim châm bạc. Hắn yêu cầu Lenka mở áo khoác để lộ ngực, rồi nhanh chóng đâm kim vào một số huyệt đạo trên người nàng sau đó các đông hút nhẹ nhàng xoay kim truyền chân khí vào để khơi thông các mạch máu đã bị tắc nghẽn do mở thừa cùng với các kinh mạch liên quan đến tim chỉ trong thời gian ngắn sắc mặt của lenka trở nên bình thường hô hấp cũng không còn nặng nề như trước được rồi các đông hút thu hồi kim châm nói vù vù khi các đông hút thu hồi kim lenka thở sâu vài lần trên mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn nàng cúi đầu cảm kích nói cảm tạ chủ nhân ngài đã cứu mạng ta tuy rằng ta đã giúp ngươi khơi thông mạch máu và kinh mạch tim nhưng ngươi vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống các đông hút nhàn nhạt nói vâng ta nhất định sẽ chú ý ta không muốn trải qua cảm giác khó thở như vậy lần nữa lenka cung kính đáp eliza ngươi giám sát nàng ta không muốn lần sau gặp lại nàng phải tiếp tục dùng kim châm các đông hút nói không thành vấn đề chủ nhân ta sẽ biến nàng thành người ăn chay eliza miễn cười đáp không eliza như vậy cuộc sống của ta còn ý nghĩa gì lenka lập tức kêu lên các đông hút nhìn lenka với vẻ mặt biến đổi không khỏi bật cười sau đó hắn ra hiệu cho victor tiến lên Victor là một người trung niên khoảng 50 tuổi, nhưng đã sớm phải chống gậy để đi lại. Victor bước tới trước mặt các đông hút, cúi người chào, xin làm phiền chủ nhân. Các đông hút mỉm cười, lấy kim châm bạc ra và tiến hành châm cứu cho đầu gối của Victor. Rất nhanh sau đó, Victor vui mừng đá chân và thử di chuyển. Cảm tạ chủ nhân, giờ ta hiểu rõ câu nói, trong họa có phúc, rồi. Victor cúi đầu cảm kích nói. Các đông hút vất tay, sau đó nhìn về phía mang tốt. Ta thực sự là một người sói, mỗi tháng đều biến thành sói. Mang tốt tiến lên, cúi đầu sâu trước các đông hút, sau đó chậm rãi nói, trên mặt hiện rõ vẻ đau khổ. Khi ta biến thành sói, ta không thể kiểm soát tâm trạng của mình. Ta trở nên tàn nhẫn và cuồng bạo, thậm chí từng làm tổn thương thê tử. Sau đó, nàng xa cách ta và mang theo hai đứa con, không muốn sống cùng ta nữa. Một thời gian trước, một trong hai đứa con trai quay về bên cạnh ta, vì nó thừa hưởng huyết mạch của ta. Nó đã làm tổn thương mẹ và anh em của nó. Ngươi thấy trang viên này chứ? Nằm xa nội thành, thậm chí ta còn có một vườn thú tư nhân. Mọi người đều nói ta yêu thích động vật, nhưng chỉ người thân cận nhất mới biết, những con vật đó là đối tượng để ta phát tiết sự tàn nhẫn và cuồng bạo. Mang cốc nói đến đây, ngoại trừ Philip, Elira và Nicole vẫn bình tĩnh chỉ là ánh mắt có chút bất ngờ và cảm thương, những người khác đều ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Ai có thể ngờ rằng mang tốt, người nắm quyền lực phía sau Kosaka, với tài sản hàng tỷ đô la, lại là một người sói, và cũng có những nỗi đau khắc cốt ghi tâm và bất đắc dĩ như vậy. Các đông hút lẳng lặng nghe mang tốt kể chuyện, ánh mắt nhìn về phía hắn không hề có chút bất ngờ nào. Ngay từ lần đầu gặp mang tốt, hắn đã nhận ra khí tức khác thường trên người mang tốt. Khi mang tốt phát huyết thệ, các đông hút càng chắc chắn điều này mang tốt, giống như Philip, không phải là con người thuần khiết, hắn thuộc về loại người sói trong truyền thuyết phương Tây. Ngươi có hiểu biết về tu hành không? Các đông hút vừa lấy ra hai khối băng chủng ngọc thạch từ ba lô, vừa hỏi. Mang theo một ít ngọc thạch và kim châm đã trở thành thói quen của các đông hút trong hai năm gần đây. Đối với người có pháp lực mạnh như các đông hút, việc mang theo những thứ này qua các trạm kiểm soát không còn là vấn đề. Phụ thân ta có truyền lại một ít kiến thức nhưng ta đã sớm từ bỏ tu hành. Tu hành chỉ có thể tăng cường chút ít sức mạnh, nhưng những sức mạnh này trước vũ khí hiện đại có là gì? Phụ thân ta cũng đã chết bởi một viên đạn của người Đức trong thế chiến thứ hai. Ngược lại, sức mạnh gia tăng này có thể khiến ta mất kiểm soát và gây ra những tổn hại mà ta không mong muốn. Mang tốc đáp, khuôn mặt hiện rõ vẻ cay đắng. Nếu đặt vào thời cổ đại, với võ lực mạnh mẽ, mang tốc có thể trở thành dũng tướng khiến kẻ địch khiếp sợ trên chiến trường nhưng trong thời đại hiện nay sức mạnh ấy chỉ khiến hắn gây ra những tổn hại lớn hơn khi mất kiểm soát ta nghĩ ngươi nên bắt đầu lại việc tu hành dù sao có sức mạnh cũng là một điều tốt ngay cả khi sức mạnh ấy không thể sánh với vũ khí hiện đại các đông húc nói cúi đầu khắc họa phù văn cổ xưa lên ngọc thạch ngươi có cách để chủ động biến thành sói đúng không các đông hút sắp hoàn thành chế tác ngẩng đầu nhìn man tốt đúng vậy thưa chủ nhân man tốt đáp vậy thì hãy biến thân đi các đông hút nhàn nhạt nói nhưng thưa chủ nhân man tốt do dự có ta ở đây ngươi còn lo lắng gây thương tổn cho người khác thực ra ngay cả khi không có ta philip cũng có cách chế ngự ngươi các đông hút mỉm cười man tốt nghe vậy trong lòng chấn động nhìn về phía philip đúng vậy man tốt thực ra ta cũng giống như ngươi không phải con người bình thường philip khẽ mỉm cười hai tay đột nhiên mọc ra móng vuốt sắc bén dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh phản chiếu lên hàng quan lạnh lẽo thấy philip đột nhiên biến đổi man tốt nhìn hắn với ánh mắt thân thiết hơn trong khi victor và những người khác lại một lần nữa trợn tròn mắt chúng ta khác với người sói các ngươi người sói sẽ mất lý trí còn chúng ta lại khát khao máu tươi người biết đấy sự mê hoặc này khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy nguy hiểm nó làm ta không thể kiểm soát được năng lượng hỗn tạp trong cơ thể dẫn đến cái chết rất khủng khiếp nhưng may mắn thay ta đã gặp chủ nhân philip mỉm cười nói man tốt nghe vậy ánh mắt dấy lên hy vọng mãnh liệt không ai không khao khát có sức mạnh thực sự man tốt cũng không ngoại lệ tuy nhiên Sức mạnh này đã trở thành con dao hai lưỡi, với mặt hại càng sắc bén hơn, khiến Man Tốt từ bỏ tu hành. Nhưng hiện tại, Man Tốt thấy được tia hy vọng. Làm phiền chủ nhân. Man Tốt cúi đầu trước các đông hút, sau đó đột ngột giơ tay vuốt ngực, ngửa mặt lên trời gầm lên đầy phẫn nộ. Chỉ trong chốc lát, cơ thể vốn mập mạp của Man Tốt càng trở nên to lớn hơn, quần áo trên người bị xé rách. Nhưng da thịt lộ ra không phải là màu trắng đặc trưng của người da trắng, mà là một lớp lông dài màu trắng dày đặc. Hắn gầm rú, miệng mọc răng nanh sắc bén, hai tay dài ra với móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt trở nên tàn bạo và hung tàn. Dù biết có các đông hút ở đây, mang tốt không thể gây hại cho họ, nhưng Victor và những người khác vẫn theo bản năng lùi lại, không dám lại gần mang tốt. Dù cùng bạo và mất lý trí, huyết thể vẫn phát huy hiệu quả, Mantop không tấn công các đông hút mà quay người, ánh mắt tàn bạo nhìn về phía Lenka và những người khác, rồi từng bước tiến đến, tạo ra những tiếng động nặng nề trên sàn đá cẩm thạch. Lenka và những người khác sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, họ liên tục lùi lại và nhìn về phía các đông hút cầu cứu. Các đông hút cười khẽ, giơ tay lên và từ xa ấn xuống. Ngay lập tức, một bàn tay vô hình đập mạnh vào lưng mang tốt, đè hắn xuống đất, khiến hắn không thể cử động. Philip, đeo cái này cho hắn. Các đông hút nói, ném ngọc phù đã được khắc họa cho Philip. Philip nhận Ngọc Phù, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trước đây, hắn không biết giá trị của Ngọc Phù, nhưng sau khi tu luyện vào đêm đó, hắn coi Ngọc Phù mà các đông hút tặng còn quý giá hơn cả sinh mạng. Hiện tại, khi các đông hút đưa cho hắn một khối Ngọc Phù khác, làm sao Philip không căng thẳng được, cẩn thận đeo Ngọc Phù lên cổ mang tốt, Philip cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Nếu Ngọc Phù này có hư hại, ít nhất đó không phải lỗi của hắn. Ngọc Phù này có tên là Thiên Lôi Trấn Thần Phù. Khi Ngọc Phù được đeo vào cổ mang tốt, hắn ngay lập tức cảm nhận được tiếng sấm vang dội trong đầu, mang theo thiên uy vô thượng. Trong khoảnh khắc, đại não cuồng loạn của mang tốt trở nên bình lặng, nhưng hắn vẫn duy trì hình dạng người sói. Thấy ánh mắt hung tàn của mang tốt đã biến mất, các đông hút thu tay lại. Cảm giác thế nào? Các đông hút miễn cười hỏi. Cảm giác thật tuyệt vời. Mang tốt không thể tin được khi vuốt ve lớp lông trên người, cảm nhận sức mạnh như dòng thác cuộn trào trong cơ thể. Hắn cảm thấy một niềm vui và sự tự tin không thể diễn tả bằng lời. Niềm vui và sự tự tin này không phải từ tiền tài hay quyền lực, mà từ chính sức mạnh nội tại của hắn. Trước đây, khi mất lý trí, hắn không thể cảm nhận được cảm giác này. Ngọc Phù này tên là Thiên Lôi Trấn Thần Phù. Một khối này ngươi hãy mang cho con trai ngươi. Tuy nhiên, Ngọc phù này có giới hạn sử dụng, nếu không cần thiết, ngươi hãy hạn chế biến thân. Các đông hút đưa khối ngọc phù thứ hai cho man tốt và nói. Nghe rằng ngọc phù này có giới hạn sử dụng, sắc mặt của Philip thay đổi rõ rệt. Hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu không có thái âm tụ linh trận ngọc phù, làm sao hắn có thể tiếp tục tu hành, cảm tạ chủ nhân, giờ ta thực sự hiểu được câu nói, trong họa có phúc. Mang tốt hai tay đón nhận ngọc phù, trịnh trọng cảm ơn các đông hút được rồi, những gì ta cần làm, ta đã làm xong. Giờ đến lượt các ngươi thảo luận. Các đông hút nhàn nhạt nói. Hắn giơ tay vỗ nhẹ lên tay ngọc của Elira đang đặt trên vai mình, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình và nói, Elira, ngươi cũng ngồi xuống đây. Elira thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, cung kính trả lời một tiếng, rồi vòng qua sofa, ngồi sát bên các đông hút ở phía bên kia các đông hút bên trái có nicole bên phải là eliza mùi hương quyến rũ từ họ thỉnh thoảng bay vào mũi hắn đột nhiên hắn có chút hối hận vì đã để eliza ngồi gần mình điều này chẳng khác gì tự làm khó bản thân hiện tại các ngươi có thể bắt đầu thảo luận các đông hút cố gắng không nghĩ đến hai cô gái xinh đẹp bên cạnh ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người vâng thưa chủ nhân sáu vị tài phiệt của cô saka cùng với cựu phó thủ tướng Elira và Philip tộc trưởng gia tộc Philip danh tiếng ở châu Âu, đồng loạt cúi đầu cung kính trước các đông hút, sau đó bắt đầu cuộc thảo luận về cuộc biến đổi chính trị lần này. Ta sẽ yêu cầu tổng kiểm sát viện lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại Lolita. Lolita sẽ sớm được phóng thích. Mang tốt nói. Không, mang tốt, điều đó là chưa đủ. Philip lên tiếng. Câu này của ngươi có ý gì, Philip? sắc mặt của mang tốt và những người khác hơi thay đổi thực tế việc phóng thích lolita vô tội đã là một sự nhượng bộ lớn đối với họ không mang tốt và các quý ông quý bà đây không phải là ý của ta mà là ý của chủ nhân philip ngừng lại một chút nhìn qua mọi người sắc mặt của mang tốt và những người khác trở nên nghiêm túc lolita không chỉ cần được phóng thích vô tội mà các ngươi còn phải khởi động một cuộc kết tội toàn dân chống lại Demiten, sau đó bầu chọn Elira làm tổng thống mới. Lolita sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và nội các. Philip nói. Nhưng Demiten có mối quan hệ rất thân thiết với Điện Kremlin. Ta nghĩ rằng Điện Kremlin chắc chắn sẽ không chấp nhận việc này. Một hắn lão tóc đã bạc trắng, khẽ nhíu mày nói. Alexander là người lớn tuổi nhất trong sáu vị ông trùng tài chính, đã 70 tuổi, và cũng là người có mối quan hệ chặt chẽ nhất với Demiten. Alexander tiên sinh, ngươi nên biết rằng Kosaka là một quốc gia độc lập và cường đại. Chỉ cần các ngươi đồng tâm hợp lực, bất kể là Điện Kremlin, Nhà Trắng hay EU, đều không thể can thiệp vào nội chính của các ngươi. Ngươi nghĩ rằng hiện tại các ngươi chưa thể đoàn kết sao? Philip nhìn về phía Alexander, ánh mắt sắc bén ẩn chứa một sự uy hiếp ngầm. Alexander nghe vậy, cảm thấy trong lòng rùng mình, ánh mắt chột dạ liếc nhìn các đông hút. Tuy nhiên, các đông hút dường như không nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trong tay, khiến Alexander thở phào nhẹ nhõm. Philip nói không sai. Hiện tại, chúng ta đều là thuộc hạ của chủ nhân vĩ đại. Dù trước đây có xung đột lợi ích, nhưng giờ chúng ta đã là một thể, có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, không còn như trước, khi sức mạnh bị phân tán. Ta tin rằng, chỉ cần sáu người chúng ta, cộng thêm Elira và Lolita, và sự hỗ trợ của Philip, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta làm cho Kosaka trở nên cường đại hơn. Mang tốt trầm giọng nói. Nếu vậy, ta nghĩ hiện tại chúng ta nên thảo luận cách làm cho Demiten rời khỏi vị trí, và để Elia thuận lợi ngồi vào ghế tổng thống, bởi vì Demiten vẫn còn nhiều người ủng hộ trung thành. Lenka lên tiếng. Sau đó, các đông hút được chứng kiến sự sắc sảo và mưu mô của những ông trùng tài chính nổi tiếng này. Dĩ nhiên, Miễn là họ không nhắm vào dân thường, các đông hút sẽ không can thiệp vào cuộc đấu tranh chính trị này. Ngày hôm sau, Tổng Kiểm sát Viện của Kosaka hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại Lolita, vô tội phóng thích. Trong ngày đó, vô số công dân Kosaka đổ ra đường phố, một số dương cờ hoang hô, hô to tên Lolita, trong khi số khác dương cờ kháng nghị, dẫn đến xung đột giữa hai bên. Cùng lúc đó, thế giới chấn động. Những chính khách có lợi ích lớn với Kosaka đều bị bất ngờ. Điện Kremlin cực kỳ tức giận vì việc này, bởi vì Lolita thân với phương Tây. Việc nàng được phóng thích vô tội rõ ràng không phải là một tin tốt đối với Điện Kremlin. Trong khi đó, Nhà Trắng, thay vì vui mừng vì chiến thắng, lại bị bao phủ bởi một tâm trạng và không khí kỳ lạ. Bởi vì những người ở Nhà Trắng hiểu rõ rằng, việc Lolita được phóng thích vô tội không hề liên quan gì đến họ. Điều này còn mang ý nghĩa rằng, một khi Lolita và Elijah tái xuất, họ sẽ không có cách nào lấy lại lòng tin của hai nàng đáng chết làm sao Philip có thể thuyết phục mang tốt phóng thích Lolita vô tội Philip tuyệt đối không thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy Mick đặc sứ của nhà trắng cảm thấy vô cùng tức giận nhưng thực tế là mang tốt và những người khác đã làm vậy hiện tại người nên hy vọng rằng Lolita và Elira không tái xuất bởi vì nếu họ trở lại thái độ của họ đối với Mỹ chắc chắn sẽ không tốt thậm chí có thể tồi tệ hơn cả demi Một nữ sĩ ở Nhà Trắng mặt mày âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nói. Điều đó không thể xảy ra. Lolita và Eliza đã xúc phạm đến lợi ích của Mantop và những người khác, họ tuyệt đối không thể để hai nàng nắm quyền lần nữa. Smith đáp lại đầy tự tin. Ngài Tổng thống, Điện Kremlin cực kỳ bất an về việc Lolita được phóng thích vô tội. Tại văn phòng Tổng thống Kosaka, một người đàn ông mập mạp nói với một người trung niên khôi ngô người trung niên khôi ngô này không ai khác chính là tổng thống đương nhiệm của kosaka demiten Vitaly jerzy tiên sinh việc phóng thích lolita chỉ là để tránh gây ra xung đột lớn hơn điều này không có nghĩa gì bởi vì ta vẫn ngồi trên ghế tổng thống demiten đáp lòng cũng đầy ảo não viện trưởng tổng kiểm sát viện là người của mang khi hắn đột ngột hủy bỏ cáo buộc chống lại lolita phóng thích nàng vô tội, ngay cả Demiten cũng không thể can thiệp. Vitaly Yoji chấp nhận lời giải thích của Demiten và không tiếp tục suy nghĩ theo hướng tồi tệ hơn. Bởi vì Demiten là một chính khách có tư duy sâu rộng, hắn ngồi trên ghế tổng thống, hợp tác với các tài việt. Những người này rất coi trọng lợi ích của mình và sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn để ủng hộ Lolita. Giải thích duy nhất là Lolita và Elijah kết hợp lại vẫn là một sức mạnh không thể xem thường. Hơn nữa, họ còn có sự hỗ trợ từ Nhà Trắng. Mang tốt và những người khác có lẽ muốn tránh gây ra xung đột lớn hơn lợi ích của họ. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Phiền Hồng ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một tập tài liệu tình báo, trên cùng là tin tức đến từ Kosaka. Lolita lại được phóng thích vô tội, chuyện này không bình thường chút nào. Không lẽ là vì các tiên sinh? Phiền Hồng sờ cầm, nhớ lại việc các đông hút đã hỏi về hành tung của Nicole vài ngày trước, không khỏi cảm thấy chấn động ánh mắt lộ vẻ kinh hãi hắn biết rõ các đông hút rất mạnh nhưng cụ thể là mạnh đến mức nào trong lòng phiền hồng vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn chuyện của lolita không chỉ liên quan đến cuộc tranh đấu quyền lực giữa các tài phiệt lớn của kosaka mà còn kéo theo sự đối đầu ngầm giữa điện kremlin nhà trắng và liên minh châu chỉ riêng các ông trùng tài chính của kosaka thôi cũng đã là những nhân vật khổng lồ như mang tốt không chỉ sở hữu quân đội tư nhân mà còn có thể điều động quân đội của khu vực mình. Kosaka là một cường quốc quân sự, với nhiều công nghệ quân sự tiên tiến. Nếu mang tốt có thể điều động quân đội chính quy, thì không thể nào một thuật sĩ ngoại quốc lại có thể can thiệp và quyết định cục diện lớn như vậy. Chắc là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Rất nhanh, phiền hồng lắc đầu. Cùng ngày hôm đó, tại phủ đệ của Lolita ở Odessa, nàng cúi đầu cảm ơn các đông húc, cảm tạ ngài, các tôn kính, đến giờ, Lolita vẫn không thể tin rằng mình được phóng thích vô tội, không phải nhờ sức mạnh của Nhà Trắng hay Liên minh châu Âu, mà là nhờ người trẻ tuổi trước mặt nàng. Điều làm nàng khó tin hơn nữa là không chỉ Elira, người bạn thân của nàng trong chính đàn, mà cả Mang Tốt và Philip, những nhân vật quyền lực của Kosaka và châu Âu, đều cam tâm tình nguyện tôn các đông hút làm chủ nhân. Lolita, ngươi không cần khách khí, Nicole là bằng hữu của ta, ta luôn coi trọng tình bạn. Các đông hút mỉm cười đáp nicole có thể nhận thức được ngài một người bạn thần kỳ như vậy thật sự là vinh hạnh của nàng lolita nói có thể nhận thức nicole một nữ sĩ xinh đẹp như vậy kỳ thực cũng là vinh hạnh của ta các đông hút cười đáp thật sao các ngươi không cảm thấy phiền khi ta gây rắc rối cho ngươi chứ nicole chớp đôi mắt to xinh đẹp nghịch ngợm hỏi ta nghĩ rằng bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ rất vui khi ngươi gây rắc rối các đông hút mỉm cười đáp. Cám ơn ngươi, các. Nếu không có ngươi, ta thật không biết mình phải làm gì. Nicole nói, đôi mắt xinh đẹp của nàng bắt đầu ương ước. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Các đông hút nhẹ nhàng vỗ vai Nicole, cười nói. Ừm. Nicole lau đi nước mắt, mỉm cười quyến rũ nhìn hắn. Được rồi, Lolita bây giờ đã bình an trở về, ta nghĩ ta nên về Trung Quốc. Còn ngươi, ta nghĩ rằng hiện tại rất nhiều người ở đại học Giang Nam đều biết ngươi, bây giờ trở về e rằng có chút bất tiện." Các Đông Húc nói. "Đúng thế." Nicole lộ ra vẻ không muốn và buồn bã. "Ngươi đã có dự định gì chưa? Về Mỹ hay ở lại đây?" Các Đông Húc hỏi, trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc khi thấy Nicole buồn bã. "Chắc chắn ta không thể sống như trước kia nữa, ta quyết định từ bỏ quốc tịch Mỹ." trở về kosaka có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ thường xuyên thấy ta trên báo chí và truyền hình như vậy cũng tốt ngay cả khi ngươi không đến kosaka chí ít ngươi cũng có thể thường xuyên thấy ta như vậy ta nghĩ ngươi sẽ không quên ta nicole nói nước mắt bất giác rơi xuống như chuỗi ngọc đức sau sự kiện này thân phận con gái của lolita đã được biết đến rộng rãi trên báo chí chắc chắn rằng nhiều đặc vụ từ các quốc gia khác cũng đã theo dõi nàng. Nếu nàng trở lại đại học Giang Nam, điều đó sẽ gây phiền phức cho các đông hút. Thấy Nicole rơi lệ, lòng các đông hút cũng có chút xúc động. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai, "Ngươi là người phụ nữ nước ngoài đầu tiên mà ta từng có tiếp xúc thân mật. Làm sao ta có thể quên ngươi được, thật sao?" Nicole ngạc nhiên vui sướng hỏi. "Đương nhiên các đông hút gật đầu đáp. Vậy ngươi sẽ đến thăm ta khi có thời gian chứ? Nicole hỏi. Đương nhiên rồi. Ngươi cũng có thể đến Trung Quốc, ta nghĩ rằng ở đó chúng ta vẫn có thể gặp nhau một cách bí mật. Các đông hút mỉm cười. Ta nhớ ở Trung Quốc có một câu ngạn ngữ là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nicole nghe vậy, đính khóc mỉm cười. Xem ra ngươi tiến bộ nhiều trong việc học Hán ngữ. Ha ha! Các đông hút bật cười. Ngày hôm sau, các đông hút rời Odessa Châu trên chuyến bay đến Moscow, sau đó từ Moscow chuyển chuyến bay về Thượng Hải. Các đông hút lặng lẽ ngồi trên chuyến bay từ Moscow về Thượng Hải, không ai biết rằng người thanh niên có vẻ ngoài điển trai này chính là người đứng sau quyết định phóng thích Lolita vô tội, càng không ai biết rằng trong tương lai gần, sự trở lại của Eliza và Lolita cũng là do một câu nói của hắn. Vừa trở lại trường học, các đông húc đã bị lô lỗi và ba người bạn cùng phòng kéo lại hỏi lão đại ngươi đã đi đâu mấy ngày nay bằng hữu có chuyện cần giải quyết ta đi thăm họ một chút các đông húc đáp lời bằng hữu người bạn nào mà lại mất mấy ngày đường để thăm không phải là Nicole lão sư chứ lô lỗi và những người khác cười đùa rõ ràng không tin lời của các đông húc một sinh viên năm nhất đại học có thể có bạn bè nào cần phải trốn học để thăm mấy ngày liền, làm sao các ngươi biết được? Các đông hút cố ý hỏi một cách khoa trương. Hắn có thể nhận ra rằng lô lỗi và những người khác nhắc đến Nicole để trêu chọc hắn. Thôi đi, lão đại, đừng khoác lác nữa. Ngươi có đọc báo gần đây không? Có xem tin tức không? Ngươi có biết Nicole lão sư là ai không? Ôi trời, cả trường chúng ta đều xôn xao rồi nàng là con gái của cựu thủ tướng kosaka lolita mẹ nó chứ chúng ta đã từng học chung với nàng ăn chung với nàng lý thần vũ kêu lên giọng đầy khoa trương được rồi đừng làm quá thế các đông hút nhìn ba người với vẻ mặt khoa trương không khỏi cảm thấy buồn cười mẹ nó lão đại ngươi đúng là thần kinh thép đây là con gái của cựu thủ tướng kosaka đấy ngươi đã từng ôm nàng còn hôn lên má nàng, ngươi không có chút cảm xúc gì sao? chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phấn khích hay cái gì đó tương tự? lý thần vũ và hai người bạn khác thấy các đông hút tỏ ra thờ ơ, không khỏi chụp tráng mà không biết nói gì. có gì mà phải phấn khích? bây giờ nàng cũng không còn ở đây. nếu không, chúng ta cùng đi cô sa ca tìm nàng nhé. các đông hút hỏi lại. chuyện cười quốc tế gì vậy? đi tìm nàng nicole lão sư là con gái của cựu thủ tướng kosaka lolita hơn nữa có tin đồn rằng gia đình lolita sở hữu hàng chục tỷ đô la mỹ ôi trời hàng chục tỷ đô la mỹ đó là bao nhiêu tiền cơ chứ tại sao ta cảm thấy như đang nằm mơ vậy chúng ta từng ăn cơm và học chung với con gái của một đại gia như thế hà quý chung đập nhẹ vai các đông hút nói so với tình bạn tiền bạc và địa vị có quan trọng không Cát Đông hút hỏi. Phí lời, tất nhiên là quan trọng. Lô lỗi và hai người bạn đồng thanh nói. Được rồi, vậy lô lỗi, cha ngươi bây giờ là phó huyện trưởng, hơn nữa còn là phó huyện trưởng thường vụ. Vậy các ngươi có cảm thấy lô lỗi khác biệt không? Cát Đông hút cười hỏi. Khác chứ, nhưng cha ta làm sao có thể so với mẹ của Nicole lão sư được? Mẹ nàng là cựu thủ tướng của một quốc gia, và là một ông trùng tài chính sở hữu hàng tỷ đô la Mỹ. Ngươi có biết ông trùng tài chính là gì không? Chúng ta đã học về điều này trong giờ chính trị cấp 3. Đó là những người nắm giữ lượng lớn tài chính, kiểm soát nền kinh tế và chính quyền của quốc gia tư bản, cực kỳ trâu bò. Lô lỗi phản bác ngay lập tức. Vậy theo ý ngươi, nếu một ngày nào đó cha ngươi trở thành thị trưởng hoặc cao hơn, ngươi sẽ trở nên trâu bò và không thèm quan tâm đến chúng ta nữa đúng không? Các đông hút tiếp tục hỏi với nụ cười. Làm sao có chuyện đó? Chúng ta là anh em, là huynh đệ mà. Lô lỗi hơi ngạc nhiên, rồi đấm nhẹ vào ngực các đông hút, cười đáp. Thấy không? Các đông hút cười nhìn ba người bạn. Thôi được rồi, lão đại, chúng ta nói không lại ngươi. Dù sao thì Nicole lão sư sau này cũng chỉ là cô giáo tóc vàng xinh đẹp trong ký ức của chúng ta. Ngươi cũng vậy, không cần nghĩ nhiều nữa ba người bạn cùng phòng nói chính các ngươi mới nghĩ nhiều ấy các đông hút nhìn họ với ý muốn khuyên can rồi đấm nhẹ vào ngực mỗi người một cái ha ha lão đại quả nhiên là lão đại những chuyện như thế mà cũng có thể dễ dàng buông xuống nếu là ta biết được rằng người từng ưu ái ta lại có thân thế lớn như vậy chắc chắn ta sẽ hối hận vì đã không nắm bắt cơ hội để phát triển một mối tình dị quốc ba người bạn giơ ngón tay cái lên nhìn các đông hút với vẻ ngưỡng mộ. Dị quốc cái đầu các ngươi ấy. Vào học thôi. Các đông hút cười mắng. Sau giờ học, vừa ra khỏi phòng, các đông hút đã thấy Lữ Bán Tiên đang chờ hắn, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Có chuyện gì? Có gì nói mau, có rắm thì thả nhanh. Các đông hút nhìn dáng vẻ của Lữ Bán Tiên, đã đoán ngay rằng chuyện này có liên quan đến Nicole. Khà khà, lão đại, ngươi dù gì cũng là tiền bối trong giới tu luyện của chúng ta nói chuyện có nên giữ chút phong thái tiền bối không lữ bán tiên vòng tay qua vai các đông hút hạ thấp giọng nói nếu ta là tiền bối ngươi cứ thế này mà kề vai sát cánh với ta ngươi cảm thấy thích hợp sao có muốn ta gọi điện cho gia gia ngươi không các đông hút lườm lữ bán tiên một cái tức giận nói đừng đừng lão đại ta sẽ chú ý lần sau lần sau sẽ chú ý lữ bán tiên vội vàng cầu xin tha thứ nhưng vẫn không buông tay khỏi vai các đông hút cùng hắn đi dạo quanh tiểu minh nguyệt hồ rốt cuộc là chuyện gì nếu hỏi về nicole thì đừng mở miệng các đông hút nói trời đất lão đại đừng như vậy mà ít nhất hãy thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta ngươi cũng biết nicole là giáo viên xinh đẹp nhất của học viện ngoại ngữ chúng ta giờ thân phận càng thêm đặc biệt lữ bán tiên nịnh nọt ngươi có tin ta đạp ngươi xuống hồ minh nguyệt này không các đông húc cười lạnh nói đừng đừng ta không hỏi nữa được chưa lữ bán tiên thấy vậy mặt liền dài ra như khổ qua nói cho cùng hắn vẫn rất sợ các đông húc ai bảo hắn vừa có pháp lực cao cường đáng sợ lại là tiền bối trong giới tu luyện của họ chứ như vậy mới ngoan thay vì cả ngày nghĩ đến tán gái và buôn chuyện hãy dành thời gian đó để tu luyện. Các đông hút thấy lữ bán tiên cúi mặt như khổ qua, mới hài lòng vỗ vai hắn, sau đó nên ngang rời đi. Lữ bán tiên nhìn theo bóng lưng các đông hút, rất muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến tháng 5. Mùa xuân ở Giang Nam thật tươi đẹp, trời trong, nắng ấm, cỏ xanh mướt, hoa nở khắp nơi, đây là thời gian đẹp nhất trong năm. Dòng sản phẩm mỹ phẩm hoa chi tinh linh, Nhờ vào chiến dịch quảng cáo đẹp mắt và ấn tượng, ngay từ khi ra mắt đã đạt được doanh số bán hàng rất cao. Tuy nhiên, nhiều người không tin rằng Hoa chi tinh linh có thể duy trì doanh số cao lâu dài. Họ cho rằng đó chỉ là hiệu ứng từ quảng cáo của Vũ Hân và lượng quảng cáo lớn lúc ban đầu. Khi hiệu ứng này qua đi, thị trường cũng sẽ lắng xuống. Sản phẩm tốt phải dựa vào chất lượng và uy tín. Liệu mỹ phẩm sản xuất trong nước có thể so sánh với các thương hiệu nước ngoài? Đặc biệt hoa chi tinh linh nhắm đến phân khúc cao cấp trong khi ở thị trường này các thương hiệu nước ngoài đã chiếm ưu thế từ lâu nhiều người tin rằng việc hoa chi tinh linh cạnh tranh ở phân khúc cao cấp là điều không thể nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại sau khi sử dụng hoa chi tinh linh nhiều người nhận ra rằng chất lượng sản phẩm vượt trội hơn hẳn thậm chí những người dễ bị dị ứng khi dùng mỹ phẩm khác kể cả các thương hiệu xa xỉ quốc tế cũng không gặp vấn đề khi sử dụng hoa chi tinh linh ngược lại làn da của họ ngày càng trở nên mềm mại hơn kết quả là sau khi hiệu ứng quảng cáo ban đầu qua đi nhờ vào chất lượng sản phẩm tốt doanh số của hoa chi tinh linh không những không giảm mà còn tăng lên thậm chí đã đứng ngang hàng với các thương hiệu xa xỉ quốc tế tại thị trường nội địa tình hình này đã khiến nhiều chuyên gia trong ngành mỹ phẩm phải ngạc nhiên và các công ty mỹ phẩm nước ngoài bắt đầu chú ý hơn đến hoa chi tinh linh phải nói rằng hoa chi tinh linh chỉ mới ra mắt được hai tháng tại trung quốc trong khi các thương hiệu xa xỉ quốc tế đã có mặt từ lâu. Mọi thứ này đều nằm trong dự tính của các đông hút và liễu gia giao. Họ đều biết rõ chất lượng của hoa chi tinh linh, chỉ cần chiến dịch quảng cáo thành công ban đầu, thì tiếp theo họ không cần lo lắng về doanh số. Điều hơi bất ngờ và không hài lòng là thị trường nước ngoài phản ứng kém hơn so với thị trường trong nước. Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, điều này cũng hợp lý. Dù sao, thị trường nước ngoài luôn có định kiến với mỹ phẩm từ Trung Quốc, hơn nửa hoa chi tinh linh lại nhắm đến phân khúc cao cấp đối với nhiều người nước ngoài điều này chẳng khác nào một trò cười dưới góc nhìn của họ trung quốc là nơi sản xuất các sản phẩm giá rẻ còn hàng xa xỉ phải được thử thách qua thời gian như một tầng lớp quý tộc một sản phẩm mỹ phẩm từ trung quốc bỗng dưng tự đặt mình ngang hàng với các thương hiệu xa xỉ quốc tế đối với họ thực sự là một hành động không biết lượng sức tuy nhiên vẫn có một số người nước ngoài bị ấn tượng bởi quảng cáo tuyệt đẹp sau đó sẵn sàng trả giá cao để mua hoa chi tinh linh khi đã sử dụng họ nhanh chóng bị chinh phục bởi chất lượng sản phẩm và bắt đầu giới thiệu hoa chi tinh linh trong vòng bạn bè từ đó kéo theo sự tăng trưởng doanh số ở thị trường nước ngoài thực tế một sản phẩm mới ra mắt mà đã có doanh số nhất định tại thị trường nước ngoài đặc biệt là trong phân khúc hàng xa xỉ đã là một thành công lớn nếu sản phẩm đó đến từ một quốc gia phương tây thì điều này càng đáng chú ý nhưng đối với các đông hút và liễu gia giao thành tích này vẫn chỉ là tạm ổn. Không biết buổi đấu giá tại Ochoa In vào tuần tới có thể thực sự thu hút sự chú ý của thị trường phương Tây không? Trong căn hộ tại Nhã Đô Hoa Viên, Liễu Gia Giao nằm trong lòng các đông hút, nhẹ nhàng nói. Ngươi còn lo lắng, không bằng để ta đi cùng ngươi đến Ochoa In một chuyến. Cũng tiện thể thư giãn một chút. Khoảng thời gian này, vì hoa chi tinh linh, ta thấy ngươi lúc nào cũng căng thẳng. Các đông hút nhìn liễu gia giao với sắc mặt có chút tiều tụy, không khỏi cảm thấy đau lòng. Có làm lỡ việc của ngươi không? Liễu gia giao hỏi. Chuyện gì có thể quan trọng hơn việc ở bên ngươi? Các đông hút nhẹ nhàng vuốt mũi liễu gia giao, cười nói. Phát hiện ngươi càng ngày càng biết nói ngọt. Liễu gia giao nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Khi các đông hút và liễu gia giao đang tình cảm bên nhau, thì tại điện Kremlin, Nhà Trắng, và nhiều quốc gia khác trên thế giới, các bạn làm việc đều tràn ngập các báo cáo đến từ Kosaka. Tổng thống Kosaka, Demiten, bị buộc tội và phế truất. Sau một cuộc bầu cử lại, Elira Janet Blahut đã đánh bại đối thủ cạnh tranh, trở thành tổng thống mới của Kosaka. Đồng thời, ngay trong ngày nhậm chức, Elija tuyên bố thành lập chính phủ nội các dưới sự lãnh đạo của Lolita, giữ chức thủ tướng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.